cho ngó cái chữ xui ơi. Sớm bên họ nói cái bà xui ơi. Sáng chiều lành quanh chuyện mấy đứa nhỏ. Nhưng không nói có con bò ăn có ngòi ao. Yên vui làng xóm cái mà cũng vui. Chị xui ơi. Yên vui tụi nhỏ nó mà cũng vui. Ông xui à. Tháng năm mưa dầm mưa cũng thấm đất. Thông gia bền chắc lo lắng cái chuyện mần ăn. Nói má nó nghe. À ha, à ha, à ha. Nói ba nó nghe. À ha, à ha, à ha. Cái chuyện nhà tôi xui da khát khấu. Nồi cơm chưa nấu, bao giờ mới chín cơm. Nói má nó nghe. À ha, à ha, à ha. Nói ba nó nghe. À ha, à ha, à ha. Cái chuyện rồi da, ông sao bà tâm. Trầu cao chưa thấm nên ta còn buồn chuyện trăm năm. Yên vui làng xóm cái mà cũng vui. Yên vui tụi nhỏ nó mà cũng vui. Tháng năm mưa dầm mưa cũng thấm đất. Thông gia bền chắc lo lắng cái chuyện mần ăn. Nói má nó nghe. À ha, à ha, à ha. Nói ba nó nghe. À ha, à ha, à ha. Cái chuyện nhà tôi xui da khát khấu. Nồi cơm chưa nấu, bao giờ mới chín cơm. Nói má nó nghe. À ha, à ha, à ha. Nói ba nó nghe. À ha, à ha, à ha. Cái chuyện rồi da, ông sao bà tâm. Trầu cao chưa thấm nên ta còn buồn chuyện trăm năm. Má, vô ăn cơm nghe má. Hôm nay á con có làm món canh chua bông súng nè, rồi cá chiên giòn nè, rồi cánh gà chiên nước mắm nè. Cánh gà cánh nào cánh nấy bự bằng mắt đùi con vậy á, ngon hết sảy con mà bảy luôn. Má, má con làm vậy á cũng muốn gia đình hai bên mình hòa thuận thôi, má hiểu cho con đi. Bây làm như vậy là muốn má mang nhục trước mọi người, chứ không có tốt gì đâu ha. Hay quá ha. Bây giờ vợ con còn ở bên nhà tí vợ con kìa. Má mà bây giờ má, má cứ làm căng vậy hoài nha. Lỡ tí vợ con mà ổng giận lên một cái ha, rồi ổng cấm tuyệt không cho vợ con về bên nhà mình nữa ha. Lúc đó má vừa mất con dâu nè, vừa mất cháu nội luôn nè. Má chịu không? Con nói cũng đúng. Nhưng mà lần này đâu phải là tại má gây ra chuyện đâu. Tại ông kiếm chuyện với má thôi chứ bộ. Con đã nói với má rồi, cái chuyện này cần phải suy xét lại. Con hiểu tính tía bên đó, không bao giờ mà tía làm mấy cái trò trộm cắp như vậy đâu. Nhưng mà con vì ổng, con giả bộ, con nói mình làm, rồi làm cho má quê như vậy cũng không được. Con không muốn tía vợ của con bị oan, càng không muốn má phải phạm sai lầm khi vu oan cho người vô tội thôi. Nhất là tía vợ của con. Má, con tin là có thời gian má tin tưởng tía vợ con, cho nên con biết là bây giờ ngồi suy xét lại, má cũng sẽ tin là tía con sẽ không làm chuyện đó. Rồi vợ con, vợ bay sao rồi? Giờ nó khỏe không? Dạ khỏe, cô ấy khỏe dữ lắm. Rồi con nói má nghe ha, đứa bé trong bụng á, nó đạp quá trời đạp, bữa nó đạp vợ con xém té luôn. Mày xạo hoài, mới có chữa 1 tháng mấy mà đạp, có mày đạp rồi có. Đang tưởng tượng cho nó vui. Vậy mà cũng vui á con. Dạ. Cũng thích quá chứ ha. Dạ. Hôm nào á, con tìm cách cho mẹ con nó về bên đây để chơi với má được không? Má nhớ nó quá à. Tình hình này đang căng thẳng lắm má ơi. Con còn không dám chắc có đưa Xuân về đây chơi được không nữa. Nhưng mà má yên tâm đi, bằng mọi giá con phải tìm ra cho bằng được cách nào đó đưa vợ con về đây thăm má. Vô. Vô. Sao?
Thấy rượu ngon không? Rượu anh hai đêm qua ngon quá anh hai. Rượu ngâm đàng hoàng hả mày? Rượu ngâm gì hả? Thằng Lăng. À, người ta ngâm tắc kè với ngâm thằng Lăng chi anh? Nói cho mày vui thôi chứ mua ngoài chợ mày ơi. Uống ngon là được rồi. Anh nói chuyện vui mà em tưởng chuyện buồn không à? Ở đây ít hôm đi, rồi hãy đi về bển. Tía, mày cũng biết tính tía rồi, ổng thương con thương cháu lắm. Không, em ở đây luôn, em không có về nhà nữa đâu. Cái thằng này, mày chịu khó đi về xin lỗi tía một tiếng đi. Em có làm sai gì đâu mà xin lỗi anh hai. Thì bây giờ em phải nghĩ cho tía một chút chứ. Ổng bị quê trước mặt bao nhiêu người, mà quan trọng cái người mà làm cho ổng quê là con trai của ổng, vậy mới đau chứ. Thôi, bây giờ trước mắt tạm thời mở đây một thời gian đi, để chừng nào tía không giận nữa thì em về. Anh hai, cháu em khỏe không? Hôm nay chắc nó sổ sữa dữ ha. Sổ sữa dữ lắm. Anh hai thấy nó giống anh hay là giống em? Trời đất. Không phải, ý em nói là cái nét có giống em không? Chứ bà hổng thấy nét giống tía không à? Mày tào lao. Thiệt, con cháu trong nhà thì cũng giống giống nhau vậy đó. Vậy ha? Hôm nay sổ sữa dữ anh hai ha. Thế cần lắm mày ơi. Nè. Dạ. Bữa nào sắp xếp thời gian qua bển thăm chị hai với cháu đi. Dạ. Vậy ha. Ai làm? Ai làm? Dạ tụi con làm đó. Hả? Tụi con làm hả? Dạ. Như vậy mày lấy nước nhà mình đi đem qua nhà. Đúng rồi. Dạ, tía nó không có sai miếng nào hết trơn á. Con lấy nước ở nhà mình rồi con phát cho người nghèo. Thiệt anh? Dạ thiệt. Con làm sao hồi sáng mới hỏi con nó không có. Thôi, bây giờ á mọi chuyện nó đã rõ ràng rồi. Đây chỉ là chuyện hiểu lầm thôi. Thôi bây giờ sẵn hai đứa ở đây, bên phía ủy ban á muốn hai đứa xác nhận lại một lần nữa về chuyện này. Là chính hai đứa vì dạ. Muốn giúp chú Sáu làm chuyện từ thiện mà đã lén lấy nước ngọt của tía má mình ở nhà đem qua bỏ bên nhà của chú Sáu. Rồi trong cái chuyện này chú Sáu hoàn toàn vô can, đúng không? Dạ đúng rồi. Đúng vậy luôn á. Dạ, với lại chuyện nhỏ nhặt quá để láng giềng người ta lo. Dạ cho nên cảm ơn anh nhiều ha. Nè mày nè. Trời tao hả? Ủa? Sao ngồi cười nắc nẻ vậy? Nghĩ tới cái bộ mặt của cha Năm Toản với mẹ Tám Điệu lúc ở trên xã đó. Trời ơi, tôi nói nó sướng ở trong bụng gì đâu. Mà cái điều mà tôi sướng hơn, tôi nói thiệt với cô nghe, là có hai đứa con của hai ông bà đó à, nó chứng kiến được cái cảnh này. Trời ơi, nó đã mà không tưởng tượng được đâu. Ủa? Mà sao thằng Lộc với lại thằng Khang nó biết cái chuyện mà tôi ở trên xã mà nó lên vậy à? Thì nhờ thằng Nam, nó nghĩ ra cách. Nó kêu thằng Lộc với thằng Khang á lên trển, nói là người góp nước từ thiện. Cho nên á, anh mới không bị vu oan đó. Người ta thấy anh đi đó hả, ở đây ai cũng phát rầu hết á. Không biết là đã có vật chứng đầy đủ rồi, rồi anh có bị bắt hay là không đó. Giờ này mà bác Sáu với dì còn thức luôn hả? Ông đang hả hê trong chiến thắng đó. Cảm ơn con nghe. Cảm ơn con đã nghĩ ra cái cách này. Chỉ có những người thông minh mới nghĩ ra cái chuyện này thôi à. Dạ cái này là bác Sáu phải cảm ơn anh Khang với Lộc. Nhờ Khang với Lộc mà mới được như vậy. Chứ con mà có giỏi cách mấy á, không có hai người đó thì cũng như không. Ừ. Thôi đi. Trời ơi, ở đây là ai? Ở đây là cha mẹ nó hại bác, đúng không? Cha mẹ nó hại thì bây giờ nó lên đó để nó chuộc lỗi cho cha mẹ nó. Đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Mắc mớ tao phải cảm ơn nó. Ôi, chuyện nào ra chuyện đó nghe. Không có được mà quơ một đống như vậy à. Tôi thấy nhiều khi cũng chưa chắc gì là cái chuyện này xảy ra là do chị Tám hay là anh Năm vu cáo cho anh đâu. Biết đâu là có một người khác họ ghét anh, rồi họ muốn làm cho ba gia đình bất hòa thì làm sao. Thôi cô ơi, cô mới bển về cô đâu có biết. Tôi nói nghe nghe, nhất là trong cái xã này nè, cái điều gì tôi nghi đâu là có đó. Chỉ có mẹ Tám Điệu với cha Năm Toản mới là người không ưa tôi thôi. Lúc nào nó cũng muốn chăm trọt tôi thôi. Chứ còn cả cái làng, cả cái xã này, tôi không có gây thù chuốc oán với ai. Người ta thương tôi gần chết ở đó đi đâm trọt tôi. Trời ơi, tự nhiên mèo khen mèo dài đuôi. Anh ơi, nhiều khi người ta bề ngoài
Người ta cười cười nói với anh vậy, nhưng thật sự ra bên trong người ta ghét anh thì sao? Được rồi, thôi đi chị. Dì Thu nói đúng mà. Vui quá Anh bị cái gì vậy? Anh không ngờ là hôm nay mình có được giây phút hạnh phúc vậy luôn á. Nên để anh la cho đã nghe. Xém té. Cẩn thận chứ. Em nghĩ lại hồi đó, mỗi lần hai đứa mình hẹn hò, cực ơi là cực luôn, còn sợ tí phát hiện ra nữa chứ. Chưa kể đa số lần nào tí cũng phát hiện ra tụi mình hết. Mà mỗi lần thấy tía hả, anh co giò chạy còn không kịp nữa. Anh thì nhớ cái lúc mà mình chuẩn bị đám cưới á, cuộc sống của mình anh thấy lúc đó nó giống như một màu hồng luôn. Còn cái lúc mà mình bị hai ông tía ông ngăn cản á, thì bắt đầu nó tối thui đen mịt mù, giống như là cá đứt nồi vậy. Thiệt. Cái gì vậy? Còn bây giờ anh thấy màu gì? Anh thấy màu xanh. Màu xanh của hy vọng á. Nè, giờ em muốn đi đâu anh dẫn đi hết, muốn làm gì anh cho làm đó hết. Đi qua xưởng đi. Đi qua xưởng cũng như ủa giờ này qua xưởng chưa 50 hả? Đi qua xưởng làm gì hả? Tự nhiên đang lãng mạn em làm cái lãng sạc vậy? Người ta để quên bóp với giấy tờ bên đó rồi, muốn qua đó lấy được không? À, để quên cái bóp hả? Em làm anh tưởng tượng tùm lum hết á. Nè, cổng nhau đi như mọi lần nha. Cái gì? Cổng đi. Từ đây qua xưởng em xa lắm đó. Xa cỡ nào cũng được hết á. Vậy thì cổng một chút xíu thôi. Lên. Thôi đi bộ cho nhanh. Đi. Ý hay á, đi bộ đỡ mệt hơn. Với em càng ngày càng nặng rồi. Đi anh. Ôi, đi đường này nè, lên dưới cho cực vậy. Tao quên. Nè, vô đi. Đưa đây. Trời ơi, bên đây nè. Nhanh đi. Lẹ đi, làm nhanh lên. Trời ơi. Em muốn bảo vệ kiểu gì vậy? Có người vô mà không biết luôn. Trời, cái gì vậy? Trời ơi, sao nồng nặc cái gì? Nó chạy mất tiêu rồi. Trời ơi, tụi nó định làm cái gì vậy? Trời ơi, phải chi lúc nãy anh đừng có la, để em gọi công an bắt tụi nó là được rồi. Ông bảo vệ cái kiểu gì vậy? Có người lại vô mà ông không biết. Tôi mới vừa đi toilet có chút xíu à. Mà anh lanh quá à. Sao không đợi thêm chút xíu? Em đi báo công an bắt hết tụi nó luôn cho rồi. Anh phải kêu lớn như vậy trước. Nãy tôi nói sợ, tụi nó tưởng công an tới, nó mới chạy đi nè. Đó, em có nghe mùi xăng không? Trời anh ơi, anh lấy nước xử lý giùm em mấy chỗ này chứ không cháy là chết luôn đó. Dạ. Quá trời nồng nặc luôn á. Không về kịp là chết rồi. Thôi biết rồi. Anh cũng nhanh trí lắm đó. Ê, kìa nước kìa. Mở lên. Tặng ở đây nè. Anh vô lấy thêm nước đi. Nè, tặng đây nè. Tức thiệt chứ. Vậy mà cũng đẩy giuộc nữa hả? Ai muốn đâu. Làm không có được tích sự gì hết á. Thôi kệ nữa. Anh về trước đi. Có gì tôi sẽ gọi cho anh. Cái gì? Rồi. Tiền công tụi tôi tính sao? Cái gì? Tiền công hả? Làm không được việc mà đòi tiền công sao? Nè, cô nói vậy là không có đúng nha. Trời ơi, tụi tôi hả, bỏ công nguyên cái buổi tối làm việc cho cô. Bây giờ cô nói vậy sao được? Cô á, cũng phải cho tôi chút ít chứ. Nè, làm được việc đi rồi hãy nói ha. Ok. Được rồi. Ha, mày nói vậy mày nhớ nha. Rồi mày đừng có nói tụi tao sao độc ác cho mày nha. Tía. Khang đâu? Dạ tạm thời nó ở ngoài vườn rau á tía. Nó không về nhà luôn hả? Dạ.
Thì con nói chỉ là tạm thời thôi tía. Cái thằng này bực bội không? Đáng lý là cái chuyện này á, tía mới là người giận nó. Mà nó đùng đùng nó bỏ nó đi vậy. Được rồi, mày ở ngoài đó đi ha. Tao ta coi mày ra mày chịu đến bao giờ mày chịu nổi được cái rồi mày quay về nha. Ủa má? Dạ thưa má mới qua. Chào chị Xui. Dạ thưa anh Xui, tôi mới qua. Dạ mà... Dạ anh Xui cho tôi ngồi hả anh Xui? Dạ chị Xui ngồi đi. Dạ má dạ. Ngồi ghế má. Chị Xui qua đây có chuyện gì em chị Xui? Dạ thưa anh Xui, dạ hôm nay tôi qua đây là tôi xin lỗi anh về cái chuyện mà con Hạnh nó tặng anh bộ đồ đó. Dạ lỗi là lỗi của tôi, là lỗi của tôi hoàn toàn, chứ con Hạnh nó không có biết gì hết. Anh đừng có chấp nhất rồi anh giận con cái nó tội nghiệp nhanh xui. Tôi nói thiệt chị nè, đừng có nhắc tới. Nhắc tới là bực. Cái chuyện đó chị kêu tôi bỏ qua hả? Dạ. Làm ăn kiểu đó hả? Ông kiểu đó, ông coi thường tôi kiểu đó mà chị bỏ qua hả? Tôi xin lỗi anh lần nữa mà. Trời ơi, ông chồng tôi nhiều lúc tôi cũng bực ổng. Con người lớn vậy chứ mà tánh tình nóng nảy sốc nổi lắm anh. Dạ đầu cỡ đó, đầu không còn cọng tóc nào mình sốc nổi làm như con nít vậy hả? Ổng cái tật ổng vậy chứ mà ổng nói ra rồi thôi, ổng cũng để trong bụng. Nhưng mà nhiều khi tôi cũng bực bội cái tánh tình của ổng lắm. Dạ thì thôi anh cũng bỏ lỗi cho. Anh Xui à, tôi cũng xin lỗi anh. Xin lỗi hoài vậy. Nè dạ, tôi hỏi chị nè, ổng không để bụng hả? Cái bụng ổng để gì em đâu hả? Ổng để cái gì trong đó? Đi về em tôi đi. Dạ tôi không về. Anh mà không tha lỗi tôi nhất định tôi ở lại đây tôi chai mặt luôn, tôi không về. Má ơi không được đâu má. Má mà ở đây á rồi tía bên nhà bển tía hiểu lầm rồi tía kiếm chuyện nữa má, nhiều khi chuyện còn lớn hơn nữa. Thôi tía bỏ qua cho má vợ con đi tía, má vợ con đâu có cố ý đâu. Dạ thôi được rồi, tôi bỏ qua cho chị với Hạnh luôn. Dạ nói nữa. Dạ tôi cảm ơn anh, nhưng cái điều là quan trọng là yêu cầu nè. Dạ về liền tôi đi chứ để dạ. Chả hồi thấy lâu lâu chả buồn đùng đùng qua đây kiếm chuyện tôi nữa, kỳ này tôi chơi luôn á, tôi nói rồi đó. Dạ tôi cảm ơn anh. Đi về em tôi nha. Dạ tôi xin lỗi anh Xui. Phúc ơi, trời ơi may quá tía còn tha lỗi rồi. Má cảm ơn con nghe Phúc. Dạ. Nè con nói dồn tiếng tía còn mới chịu tha lỗi cho má đó. Nè mai về nhà má đi, thèm ăn gì nói má ăn tiếng, má nấu cho con ăn nghe. Dạ. Giờ má về. Dạ má về. Ừ má về. Nhận được quà chơi của em, nếu cô không trả tiền đúng thỏa thuận ban đầu thì chờ đó, cả nhà cô sẽ còn nhận quà dài dài. Nay là cục xương, cô sẽ khô như cục xương này. Chuyện này mà tới tai chú Năm, thế nào chứ cũng mất tía mình. Không được. Tính sao đây ta? Đây ai bỏ cái gì mà rác đến tùm lum tùm la đây, cái gì mà ba cái cù lẳng cù chì ở đâu đây đem lên tới đây quăng tùm lum tùm la. Nè cha rộm, xương nhà người ta để cho chó ăn cũng ăn cắp, đem về đây làm chi vậy hả? Ê nói lại cho đàng hoàng nghe Nam Toản, rõ ràng đây nè, xương của nhà người ta để cho chó ăn mà qua lấy làm gì vậy hả? Tôi còn đang thắc mắc là chưa biết chuyện gì xảy ra đây nè hả? Bắn mới nhà tôi không chó không mèo đem cái này về làm gì? Ông nói gì vậy? Cái bằng chứng đâu mà ông nói là xương này xương của ông hả? Cái gì vậy? Cái gì mà oh my god, xương bò tôi mua đàng hoàng, tôi mua cho chó nhà tôi gặm đàng hoàng, bằng chứng đâu? Oh
trả nợ. Thôi chuyện này của nhà ông tôi không biết. Tôi không để ý cái đầu lâu trắng trắng này. Vậy thì mấy cái xương này là ai ăn rồi người ta thiếu xương, rồi bây giờ người ta bắt trả nợ? Bộ ông ăn xương người ta thiếu rồi người ta đòi hả? Bà điên rồi hả? Ta nói cái này không phải là của mình rồi mà. Bà lo bà dọn dẹp ba cái xương này luôn đi nha. Nói ra cái binh giật bực bội. Ủa? Vậy hả má? Vậy là cuối cùng bây giờ tí chồng con tha lỗi cho con rồi. Sao hả má? Sao mà không tha lỗi? Trời ơi má mặt lì lắm, mặt chai nữa. Quà bệnh hen. Trời ơi tao chà lết quết sảm. Tao năn nỉ ỉ ôi. Nếu mà anh không chịu tha lỗi cho tôi ha, tôi ở đây suốt đời luôn. Ông thấy má lì quá là ông chịu luôn. Không ngờ má con có tuyệt chiêu chứ nha. Sao? Con nói thiệt luôn á, tí con ở bển á là chỉ có má mới trị được thôi á. Chứ bây giờ con mà qua bển con năn nỉ hả, tí cạo đầu con luôn á. Trời ơi. Trời ơi, cảm ơn má nhiều quá hả. Hay quá ha. Được ổng tha lỗi cái má con, bà hí hai hững dữ quá ha. Ừ. Ở lì bên đó. Ừ. Năn nỉ ỉ ôi người ta. Ừ. Ổng quan trọng như vậy, tại sao má con bà không ở bên đó luôn đi? Ông đừng có nói như vậy. Chủ yếu là tôi qua bển, tôi giải thích với ảnh cái chuyện bộ đồ. Bữa đó ông cũng làm căng quá. Cho nên bây giờ mình biết sai, mình xin lỗi tàn tiếng. Là vui vẻ cả làng, thấy chưa? Dạ. Có gì đâu hả con ha? Dạ. Ừ. Tôi làm cái gì mà quá. Tôi không có gì sai hết trơn á trời á. Nghe không? Mắc mớ gì bà phải đi xin lỗi người ta. Trời đất ơi, tôi đã hạ mình, tôi xin lỗi ảnh tiếng để cho hai gia đình vui vẻ có gì đâu. Sao con người ông cố chấp, ông cứng đầu quá vậy? Hả? Mình sai, mình chấp nhận mình sai thì mình xin lỗi. Vui vẻ chứ có gì đâu mà khó khăn. Mà tôi xin lỗi chứ có phải ông đâu. Mà ông lúc đầu cũng muốn làm căng lên, khổ con khổ cháu nè. Hiểu chưa? Thiệt tình à. Trời ơi, thiệt tình luôn. Cái món này á, là thằng Khang con tôi nè, nó khoái lắm nè. Chà, hổng rồi chắc ở ngoài đó nó cũng hối hận cái việc làm nó, cũng muốn về lắm mà chắc ngại ngại chưa về. Thôi cái này á, mình đem ra đó mình để ở chỗ nào đó nó tự nó phát hiện nó ăn, mà nó ăn xong á nó thấy là ngon á thì nó sẽ quay về nó ở thôi. Bởi vì ở ngoài đó không bếp núc không có gì hết, đem ra cho nó. Ủa tía, tía tới đây làm gì tía? Ra. Dạ. Tao mới mua gà nướng á. Ăn đi, có sức khỏe. Có sức khỏe để lo cho gia đình ta. Tía. Bộ bữa anh giận tía, anh bỏ ra vườn rau ở luôn hả? Thì cũng tại vụ bán nước ngọt đó, anh không đồng ý với tía nên anh làm vậy không có đúng đâu. Bây giờ anh nghe lời em, anh đi về xin lỗi tía đi. Anh thấy đó, tía rất là thương anh. Tía biết anh thích ăn gà nướng cho nên cũng lặn lội mua mang ra nè. Anh về nhà xin lỗi tía đi. Thôi để anh ở đây một thời gian đi rồi từ từ tính. Nhưng mà em thấy đó, anh đâu có làm gì sai đâu. Thì biết anh không có làm gì sai, nhưng mà mình là phận con cái, mình đâu thể nào giận cha mẹ được. Anh đi về nhà đi. Hey, hai tí con mình uống trà hoài chán á. Bữa nào nhậu bữa đi. Dạ. Cho nó vui vui bữa coi. Dạ, kiếm chỗ nào nhậu ngon ngon ha tía. Ê, mà có hai tí con mình hả? Phải như mà có cái thằng... Ủa, tía, tía. Tía đi vô rồi. Tía ông mới thấy mày cậu ông đi vô trỏng rồi. Em hiểu mà. Gì vậy? Em có mua đồ vô tía nè. Nhiều quá vậy. Tía thích mấy món này nè. Anh hãy nhớ kỹ nha. Cái hộp trên là tía thích ăn nóng dữ lắm. Tí phải ăn nóng, thiệt nóng tí mới ăn được. Coi hộp giữa, anh phải làm cho thật chua. Anh ăn chanh vô, chua thiệt chua tí mới ăn được nghe. Còn hộp dưới mới là quan trọng nè. Nói tí muốn ăn sao ăn. Ủa gì kỳ vậy? Tao có thấy gì đâu quan trọng. Tí ăn sao ăn, cái đó là chuyện bình thường mà.
Quan trọng là hợp trên tía ăn không được là không bao giờ tía ăn hợp dưới hết. Ôi sao rắc rối quá. Sao không không tự tay ở nhà làm cho tía ăn đi. Em phải ra vườn rau rồi. Chi vậy? Tại vì vườn rau của em mấy nay không biết nữa, không biết bị ai phá nữa. Cái thứ ôn dịch gì đâu nó vô nó phá hư hết luôn, phá nát hết luôn, không ai thương luôn. Em bây giờ em canh tụi nó nè, có ai phá em còn vạch mặt nó ra nữa chứ. Thôi em về nha anh hai. Ừ thôi đi đi, lo công việc đi. Em muốn được, được. Thôi em đi. Ừ. Lại là tụi thằng Tính nữa sao? Chết rồi, tụi nó dám nói dám làm. Mình phải tính sao đây? Tía, tao đi hả? Công nhận á, hồi nãy con thấy tía giả bộ mặt lạnh, mà thấy thằng Út nó quan tâm á, cây khoái chí cười mỉm mỉm hoài. Mày xàm quá mày. Trời ơi chứ gì nữa. Đó, đồ ăn con trai Út mua đó. Ăn đi tía. Nó đem vô đây vậy không biết ngày đó nó có gì nó ăn không. Tía yên tâm, nó lớn rồi mà tía. Lớn lớn chứ, một mình nó ngoài đó là... sao yên tâm được. Ờ tía lo cho nó quá vậy thôi, không mấy kêu nó về tía. Không, không bao giờ tôi kêu nó về đâu. Nó phải tự động nó về đây nó xin lỗi ta đi chứ ta không kêu. Tía ơi, còn đồ ăn này sao tía? Mày đó, mày cầm á, lát mày hâm tía ăn. Ủa gì kỳ vậy trời, tưởng đâu giận nhỏ không ăn. Đồ ăn người ta mua thì ăn mà cứ giận hoài. Đại ca, em thấy á, con nhỏ Việt Kiều này á, nó cũng ly đồn đó chứ. Tụi mình quẩy cỡ đó rồi á, mà em thấy cái mặt nó cứ trơ trơ ra. Tức thiệt chứ đại ca, giờ tính sao đây đại ca? Mày yên tâm đi, không sao đâu, tao có cách. Nếu nó ương dở dở không trả tiền sao đại ca? Lại gặp hai người nữa hả? Chào cô em. Sao? Biết sợ rồi nên bây giờ suy nghĩ lại rồi phải không? Thôi được rồi, các người chỉ muốn tiền thôi chứ gì. Tôi sẽ đưa tiền cho các anh đúng như thỏa thuận là xong. Mặc dù các người làm cho kế hoạch bị thất bại, nhưng tôi vẫn sẽ đưa, với điều kiện là đừng bao giờ đeo bám tôi nữa, đừng có theo phá gia đình tôi nữa. Đúng, tôi rất là mê tiền. Nhưng mà bây giờ đó không phải là cái số tiền mà như trước mình thỏa thuận đâu. Bây giờ thì cô phải đền lại gấp đôi số tiền thì mới được. Cái gì? Mấy người, ý của mấy người là tôi phải bồi thường cho mấy người á hả? Không 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 không. Cái này phải bồi thường. Cái này á coi như là phí đó mà. Phí cái gì chứ? Đây nè, mấy người không có được làm bậy. Mấy người đang hù dọa tôi đó hả? Hả? Không, không có hù. Tụi này không biết hù là gì. Bây giờ nói cho cô em biết ha. Nếu như không thì có chuyện mà cô hại cô Thùy An, với lại tất cả những gì trước giờ cô đã làm với cô ấy, tôi sẽ báo công an và báo cho cô Thùy An biết là cô chính là cái người đã hại cô Thùy An ra nông nổi như vậy. Nè, hiểu chưa? Nè, đại ca, sợ. Sợ chưa? Sợ. Mấy người. Chờ nó. Nè, tôi chuẩn bị tinh thần đi. Mấy người không có được làm như vậy. Nè. Chị Liễu. Hả? Em. Tại sao chị qua lại với cái đám ôn hoàng hồng gì lộn thằng Tính? Cái gì? Chị đâu có qua lại với tụi nó nữa đâu. Chị tình cờ gặp tụi nó, hỏi thăm mấy câu thôi chứ qua lại gì đâu. Tình cờ cái gì? Chị nói chuyện với tôi chị cà lâm hả? Là biết chị gian rồi. Có phải là cái chuyện mà cái xưởng của Út An bị đốt á là chị vô người hãm hại không? Nè, chị đã nói rồi, chị không có làm cái gì hết. Chị lần trước á là chị lỡ dạy, cho nên á bây giờ tụi nó đeo bám chị, đóng tiền chị, em biết không?
chị khổ tâm lắm chứ bộ. Bây giờ chị không có làm cái điều đó nữa. Trời trời, cái chuyện này là chị tán tận lương tâm á, chị nói khổ tâm cái gì hả? Tôi nói gì rồi, chơi với dao của ngài đứt tay hả? Chị làm ác thế nào cũng gặp ác à. Có những cái người bị hại á, đó là chính bản thân của chị á. Chị đã nói là chị không có làm nữa, nói hoài à, chị bị một lần là chị tỏn rồi. Tôi không biết. Nè, nhắc cho chị nhớ nha, một lần nữa tôi mà biết chị hãm hại gia đình bạn gái tôi nghe, là tôi nhờ chính quyền can thiệp á. Chị coi chân tôi đó. Em chị coi chân đó. Đồ quỷ sứ. Nhờ chính quyền gì? Nhờ chính quyền can thiệp hả? Được rồi, ở đó mà chờ đi. Chờ coi cái con nhỏ bạn gái của em nó thảm hại như thế nào. Bà ơi, có điện thoại kìa bà ơi. Ờ, tôi nghe rồi. Ai gọi vậy? Chết rồi chị Tám. Tôi nghe đây chị Tám. Tiền hôm bữa tôi với chị Hùng để bán nước đó, hôm nay có lãi rồi, chị qua bên nhà tôi lấy đi. Dạ dạ dạ, được rồi tôi qua liền. Ờ, ông ở nhà tôi đi một chút nghe ông. Bà đi đâu vậy? Đi đâu? Tôi có người bạn. Trời ơi, họ trúng mánh. Rồi kêu tôi qua chia vui, tôi qua chia vui một chút tôi chị. Bạn nào? Tôi có biết người đó không? Trời ơi, mấy người bạn học của tôi sao không biết được? Mà sao bữa nay ông hỏi đoan hỏi ren vậy? Ở nhà đi, tôi đi chút tôi về. Khoan đi đã, bà ngồi xuống đó cho tôi. Bà ngồi xuống đó cho tôi. Gì? Bà nói thiệt cho tôi biết. Nói thiệt cái gì? Vừa rồi Tám Điệu gọi cho bà đúng không? Ừ. Bà đang giấu tôi chuyện gì đúng không? Chắc chắn là bà có chuyện giấu tôi rồi. Bây giờ bà nói thiệt cho tôi biết đi, bà đang giấu tôi chuyện gì ha? Bà nói rành rẽ cho tôi nghe, tôi còn thông cảm bỏ qua cho bà ha. Còn nếu mà bà không nói mà tôi điều tra được đó nghe, thì lúc đó bà đừng có trách tôi ha. Cái gì vậy tía? Ừ thì ông nói cũng đúng. Thì chị Tám chỉ gọi cho tôi, tại lúc trước tôi với chị với lại anh Xui có hồn hạp cái vụ mà mua nước ngọt để bán cho bà con đó. Nay có tiền lời rồi nên chỉ kêu tôi qua chia. Nhưng mà tôi cũng biết là ông không thích nên tôi giấu ông vậy thôi chứ có gì đâu mà. Trời ơi là trời, tại sao bà lại đi làm cái chuyện độc ác như vậy? Tám Điệu với Năm Tổn là người xấu, mà tại sao họ rủ bà tham gia mà bà nghĩ sao bà tham gia với người ta luôn? Bà biết làm cái chuyện này là ác nhân thất đức không? Tại sao bà biết sai bà vẫn làm? Bây giờ không có nói nhiều nha, bà đi qua nhà Tám Điệu, bà lấy tiền về cho tôi, không có cần tiền lời gì hết trơn nghe, nghe. Còn nếu bà không lấy đó nghe, tôi qua bên bển là có chuyện lớn luôn với tôi đó. Có gì từ từ nói tía, bây giờ mọi chuyện cũng lỡ rồi, tía là má, chi cũng đâu giải quyết được gì đâu tía. Con nghĩ thử coi, tại sao má con có thể làm cái chuyện tàn nhẫn như vậy mà bà cũng làm được? Tôi bó tay với bà luôn. Tía, tía. Ủa sao giờ chưa thấy con An về? Hay là chắc là lo lắng qua ghé cái vườn rau để tham quan ở bển rồi? Không có đâu tía, con Út nó đi chợ mà. Đi chợ ghé mua rau sạch hả? Tía, tía nhắc con mới nói đó nha. Tía, tội nghiệp thằng Khang quá mà, tía đừng giận nó nữa. Mấy bữa nay nha, con thấy là nó làm đủ mọi cách để chuộc lỗi với tía rồi đó. Tía không nhớ hả? Cái vụ đợt trước nó đứng ra nó binh giùm tía đó. Rồi nó cãi nhau với bác Năm Tổn quá trời luôn. Con nghe nói về cái vụ đó đó hả? Nó giận quá rồi nó bỏ nhà ra đi. Bây giờ nó sống ở ngoài vườn rau á. Mà ở ngoài đó thiếu thốn đủ thứ hết. Tội nghiệp ghê luôn á. Sao mà sống nổi không biết nữa. Kệ nó đi, mắc mớ tới mày. Tội nghiệp đó mà. Còn nói thiệt nha, con thấy tía bảo thủ quá à. Tội nghiệp nó. Tại vì nó binh tía không chứ làm sao. Tha cho nó đi mà tía. Bảo thủ cái đầu mày. Thôi đừng có chọc tía giận nữa, cứ để cho ông giận hoài à. Anh Sáu, anh có điều tra cái vụ mà ai hại anh mà cái vụ nước ngọt đó, điều tra được chưa? Tôi chưa có điều tra. Nhưng mà nói chứ tôi cũng ở trong cái ấp này chứ không đâu xa lạ hết trơn. Ở trong ấp mình đó hả? Ủa anh Sáu, anh đang ở bộ ác lắm hay sao mà ai cũng hãm hại anh hết vậy? Cô nói vậy là bậy rồi. Xin lỗi con nha, tại do tôi ăn ở hiền lương quá, tôi thiện lành quá cho nên người ta mới ganh tị với tôi, mới tìm cách hãm hại tôi.
Cô coi cái kịch mà Tấm Cám không? Anh là con Cám. Tôi là con Tấm. Oh my god. Cô Tấm, cô Tấm hồi xưa lại nhớ đẹp lắm, còn bây giờ là cô Tấm ốm nhom ốm nhách, dài thòn đen thui xấu quá. Chị Thu, tía con là cô Tấm phiên bản người đàn ông chân dài. Vậy hả? À, vậy đó, chém ơi, mốt nhiều người mê tôi lắm đó. Dạ thưa tía, con mới về. Ủa, nhà mình có chuyện gì mà vui dữ vậy? Rau mua ở đâu mà ngon dữ vậy? Con thấy cái chỗ bán rau, nó bán rau sạch, con biết tía thích ăn rau cho nên con mới mua về nè. Ê, rau sạch nghe, rau này là rau gọi là không có thuốc gì tùm lum hết, gọi là rau hữu cơ nè. Dạ đúng rồi. Ngon quá. Mà người bán có tâm lắm luôn á dì Thu, vừa bán vừa cho. Wow. Trời ơi. Người bán có tâm lắm đó, vừa bán vừa cho, không chừng nó cho nguyên vườn luôn đó chứ đâu có phải cho nhúm chừng này. Cho nguyên một vườn luôn, cứ việc lấy đi, người ta cho thì mình cứ nhận đúng không anh Sáu? À, đúng rồi luôn đó tía, rau ngon quá trời quá đất luôn nè. Người ông bà hồi xưa mình có câu là của biếu là của lo mà của cho là của nợ, nhiều đó đáng xa gì, mình mua tất cho rồi khỏi mất công mang ơn mang nghĩa người ta. Anh tào lao quá, người ta đã có lòng cho rồi thì mình cứ lấy đi, có mắc nợ ai đâu mà sợ. Con thấy thằng Khang bây giờ thay đổi thiệt mà. Tía, tía bỏ qua cho nó đi, tội nghiệp nó rồi, tội nghiệp Út nữa. Thôi, mình cứ tha thứ cho nó đi, mình lớn rồi. Anh mà không tha thứ cho tụi nó đó hả, thì người ta nói anh là một thằng đàn ông ích kỷ, hẹp hòi, nhỏ mọn, bần tiện. Tào lao! Nè, tiền vốn của chị nè, chị cầm lấy rồi về đi. Thiệt tình, tức hết sức nói luôn. Công việc á, làm ăn đang suôn sẻ, lời á, thì phà phà luôn. Tự nhiên cái cản trở chuyện làm ăn của vợ mình vậy à? Bởi vậy nhiều khi tôi lấy về chứ tôi cũng tiếc lắm luôn vậy đó. Nhưng mà thôi tôi cũng xin lỗi anh chị nghe. Tôi đã giấu rồi mà sao ổng biết được chứ. Ổng biết rồi ổng cằn nhằn nhức xương lắm. Kỳ này mà ổng biết tôi còn tham gia vô mà không nghe lời ổng nghe, trời ơi ổng đuổi tôi ra ngoài đường luôn. Đừng lo, có đuổi mà, qua nhà tôi ăn uống miễn phí á, tôi lo hết. Trời, ổng đốt nhà anh chứ ở đó mà giỡn hoài. Gì quá đáng vậy. Thôi chị cầm tiền về đi, để cho dạ. Nó yên. Có gì gọi tôi. Dạ, thôi bây giờ lần nữa tôi cũng xin lỗi hai anh chị nghe. Tôi đi về nghe. Chứ không thôi, ổng thấy tôi đi lâu rồi, ổng đi kiếm tôi rồi có chuyện nữa. Vợ chồng như mới cưới vậy, cái gì vậy? Cái gì vậy chị? Có sao không chị Bảy? Trời ơi. Thôi thôi, ngồi xuống đây đi, ngồi xuống đây đi. Ngồi đây. Ngồi xuống đây chị Bảy, có sao không vậy? Đâu, trời ơi, bắt cái chân nè. Đây. Trời ơi, thiệt tình. Sao chị không coi gì hết rồi? Đây, cái này không sao đâu. Cái này nó bầm nhẹ nhẹ. Không có bầm gần hả anh? Đây, chị đau không? Đau, chỗ đó đó. Để tôi làm nhẹ. Hai người làm cái trò gì vậy? Hả? Hai người có biết lương thường đạo lý là cái gì không? Cái gì vậy ông? Ông Bảy, ngay cả vợ tôi mà ông cũng không tha nữa phải không? Trời ơi ông Bảy ơi, ông làm cái gì vậy? Không phải như vậy đâu. Không phải cái gì? Trời ơi đừng có ghen bóng ghen gió mà khổ quá. Hiểu lầm. Trời ơi anh hiểu lầm rồi. Chị Bảy chị bị đụng cái chân rồi sưng cái chân, chứ có gì đâu mà anh làm gì dữ vậy. Trời ơi, để tôi tha dầu cho nè nè. Cái ông này kỳ. Hiểu lầm chứ. Hiểu lầm cái gì? Cái chân chỉ bông gân nhẹ đây thôi, tôi có làm gì đâu, tôi coi có bị gì không thôi mà. Trời ơi ông Bảy ơi, ông ơi là ông ơi, sao mà ông ghen bóng ghen gió vậy? Có gì đâu mà ông làm như vậy rồi sao dám nhìn mặt xui gia? Khỏi nhìn, xui gia gì cái ngữ này. Anh nè, anh Bảy à, anh hiểu lầm rồi nha. Hai người này họ hoàn toàn trong sáng, tôi làm chứng nè nha. Chị Tám ở đây nữa mà. Khỏi, mấy người là cùng một ruột đúng không? Trời đất ơi. Bây giờ cho dù cái chân của bà nó có sưng thật sự, nó có trạc đơn thật sự, nhưng mà trong bụng cha nội này nghĩ cái gì tôi quá rành, tôi thừa biết luôn đó bà. Nè, bây giờ nè. Sao? Bình tĩnh nè. Thì trong bụng này đang nghĩ gì? Trong bụng đang nghĩ cái gì? Ông nói thử coi, biết không? Làm sao tôi biết? À, không biết phải không? Thì nói cho biết nè. Trong bụng đang nghĩ á, lát ông về coi chừng trời đánh ông á. Trời ơi, trời ơi, hai cái ông này. Nè, ông này. Cái này là ông hiểu lầm rồi. Bây giờ ông xin lỗi anh xui đi. Không có xin lỗi gì hết trơn á. Mặt mới gì phải xin lỗi. Trời ơi, tôi nói với ông là ông hiểu lầm rồi. Tôi bị trật cái chân nên anh xui anh sửa giùm tôi. Trời ơi. Chị Tám, dẹp giùm tôi cái ghế coi. Rồi, tôi đi về, không chịu nổi nữa rồi. Đi chậm lại đi. Cái gì vậy? Tôi dìu bà về. Tôi không cần ông. Vậy để năm tuần đợi đi.
Trời ơi, trời ơi. Ông đó, ông gì quá vậy bà? Quánh ông quánh nhanh nãy đầu cái ghế này vô miệng ông đó. Trời ơi, trời ơi. Nói vậy rồi đi luôn hả ông bảy? Dìu tôi coi. Trời ơi, bỏ cho đi thiệt luôn kìa chị. Mà tôi kêu chị bảy sao? Bà đi vậy chắc tới sáng mới về tới nhà. Tại ông nghĩ cái giò của ông dài ông chạy trước á. Nè, 1 cộng 1 tức là bây giờ à, má có một cây kẹo ha. Xong rồi à, bé Hương có một cây kẹo nữa. Vậy là mấy cây kẹo? Dạ hai. Giỏi quá, con gái của má giỏi quá à. Chị. Ủa, Khang. Chị, em bé móc miếng cua đồng nè. Mùa này cua đồng ngon lắm nghe. Chị xuống chị nấu lẩu cho bác Sáu ăn đi. Vừa bổ vừa ngon vừa ngọt vừa béo cho bác Sáu tẩm bổ ha. Mua chuột nữa ha, mua chuột hoài luôn á. Biết rồi, để tôi đem xuống dưới tôi kêu Út Ban nói cho tía ăn được chưa. Cảm ơn nha. Vậy là cái chuyện quan trọng hơn là chị đừng có nói chú Út Ban biết là em đem cua đồng qua ha. Tao nghe rồi à, dì nghe lén hả? Trời đất ơi, dì nghe công khai mà. Hơi nghĩ lại á, bác Sáu của bày á cũng có phước đức mới có mấy đứa con gái như vậy. Tao nói đứa nào cũng nhờ được hết trơn á. Ước gì mà cũng có đứa con gái như vậy. Rồi có những người con trai được chăm sóc nhiệt tình, chứ không phải như ai kia. Dạ, con cũng biết rồi dì Thu. Dạ con xin phép dì Thu con về ha. Dì thưa bác Sáu. Ở lại ăn với về chi? Dạ ăn gì bác Sáu? Cua đó. Bác Sáu nói thiệt hả? Trời ơi, cả nhà đều nghe hết mà la không thiệt nữa. Bộ bị đuổi riết rồi bây giờ liệu không tin là sự thật nữa hả? Chị nói đúng mà, tía đã cảm động tấm chân tình của ai kia rồi. Dì Thu cũng nghe rõ ràng như vậy đó. Coi như là bây giờ tấm lòng của con đó là được thấu trời xanh rồi. Đó, ở bển hết hẹp hòi rồi. Như vậy ở bển vậy là dùng đắp hạnh phúc cho hai đứa bay rồi đó. Cảm ơn đi. Nè, tôi nói câu đó hồi nào? Tôi chỉ nói là ai muốn ăn thì ở lại ăn thôi, chứ tôi không có nói gì nữa nghe. Dạ, bác Sáu nói vậy con sợ quá. Con xin phép ở lại ăn à. Chúc mừng nghe. Ăn hết nồi luôn. Vậy tôi có được ăn không? Có, còn nhiều cua ở ngoài lắm. Vậy hả? Bữa nào tôi với ông ra ngoài móc ăn. Ừ. Ê, vui nè, chẳng đang vui nè. Dạ dạ. Tía dạ, tía ơi, sẵn vậy tía cho phép con rước vợ con với con của con về bên nhà con ở cho gia đình con sum họp nghe tía. Ông ngoại cho con với má đi về ở với tía với ba nội được không ông ngoại? Tía nè, ngoại nói con nghe, bên nhà nội con đang sửa nhà, giờ con về cũng đâu có phòng đâu ở. Khi nào á mà bà nội con sửa phòng xong á thì ông ngoại sẽ cho hai mẹ con về bển ở. Dạ. Ủa nhà bển còn nguyên vẹn mà đâu có sửa gì đâu tía. Có sửa, có sửa. Duyên nợ vợ chồng xuôi già sớm tôi cảm thông, con mình trao ma với ba, hai bên có nghĩa có tình, ông trời xuôi khiến trước sau vuông tròn, rể dâu hiếu thảo nếp hiền, tình xuôi gia mãi êm đềm vẹn nguyên, thêm dâu thêm rễ rộn ràng ơi chị xui, hai bên kết nghĩa mừng vui trọn đời, mẹ anh thì quý dấu hiền xui gia cánh chặt nghĩa tình bền lâu, anh mang xiêm áo cao đầu còn em duyên dáng nhìn qua mà dắt ngã đầu. Năm nay kết nghĩa thành thân, chúc nhau chén rượu.